Rồi xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ mở hộp chiếc máy bay được gửi từ xa cánh bằng Z50 2 kênh 2.4G. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua vỏ nó ghi những gì nhé. Suất EPP này, đèn LED này, đây là thời gian sạc nó là 150 phút, thời gian chơi thì là 20 phút 14 cộng. Bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc này là chiếc này màu vàng. Đây, chiếc này màu vàng này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy một tờ giấy hướng dẫn sử dụng jet seri này. Đây, điều khiển thì máy bay này, từng hình thức bay này, khi này. Đây là chiếc điều khiển này, điều kiện của nó thì có một chiếc dây sạc, một bánh lấn đáp, ba chiếc cánh dự phòng, ba chiếc để cho máy bay. Sức dẻo, không lo bị gãy hay vỡ, có thể vuông cong thoải mái luôn. Phía đuôi nó có một chiếc bánh giả, hai động cơ ở hai bên, cái là động cơ giả nhé, không có motor đâu, động cơ giả thôi. Phía dưới của nó thì đều có một nút công tắc, bật phần tắt này. Đây, phía dưới có pin này, rút này, đây là có pin này, pin 300mAh. Các bạn nào có thể mua thêm pin về để thay, chúng ta chơi được lâu hơn. Đây, bên trong không có gì, động vào một bộ mặt điều khiển ở đây này. Đây là bộ mặt điều khiển này. Đây là cái thu tín hiệu. Cái này đầu tiện ở cái là chúng ta có thể thay được pin. Cái Q, cái 803 này không thay được pin. Cái này thay được pin để tiến hơn. Đây, vào đây, khi nào chúng ta muốn sạc pin thì chúng ta có thể sạc. Và nào muốn mua pin thì pin có thể liên hệ với mình luôn. Cái này có màu xanh sơn xanh nhạt, cái dương là màu vàng, bạn nào muốn mua màu. Đây là vị trí để cắm chân. Điều khiển chúng ta cần ba quả pin con thỏ. Này, chúng ta bật máy bay trước này. Khoảng cách kiểm soát là 100m nhé. Đèn không nháy là nhé. Hai cái đèn đều không nháy. Còn đây là cần ga này. Động cơ hai bên sẽ chạy. Đó, nó cũng giống như MX-803 thôi, chẳng khác gì cả. Nó chỉ vẫn giống như MX-803 thôi. Có điều cái này nó thay được pin, có dẹp nó đẹp hơn. Đấy, bạn nào mua có thể liên hệ bên mình bán sản phẩm này nhé. Sản phẩm rẻ thôi. Đây, hai cái mắc hai bên này, bánh xe này. Rất là hiện đại, thay được pin. Ok, sau đó muốn mua sản phẩm có thể liên hệ với mình nhé.